Xin ban tổ chức chuyển đến camera của Định Nghi, bác Định Nghi và xin Diệu Thành chuẩn bị. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn đức tăng. Con có câu hỏi hỏi dùm cho người bạn. Bạn con cả hai vợ chồng đều tu pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bạn có 5 người con đều đã có gia đình, con cháu, công việc đầy đủ, kinh tế khá giả. Nhưng thời gian về đây, có những người con lại sa đà vào cờ bạc, làm ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc gia đình. Bạn con đã khuyên các cháu, nhưng có cháu thì nghe theo, có cháu thì không. Bên ngoài thế gian, có người nói rằng, vì bố mẹ tu tập nên các con bị chư vị quỷ thần pháp giới phá hủy. Chính vì thế vợ chồng bạn con rất phiền não, ảnh hưởng tới con đường tu tập. Con xin thầy chỉ dẫn dùm cho bạn con nên xử lý sự việc như thế nào. Của bạn con, bạn con cũng có mặt ở trên đường Zoom. Ngày hôm nay con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Vấn đề tốt xấu nhân quả. Do tự mình làm lấy, cớ chi để đổ thừa cho người đi tu hành mà sinh ra như vậy? Trong khi ngay những người ở bên cạnh Diệu Âm này, cả nhà tu hành hết, càng ngày càng tinh tấn, đến nỗi cháu chúc thế này, cháu chúc đâu rồi, này chúc chúc thế này cũng ngồi bên cạnh hộ niệm đó, chưa bị biết không? Cớ gì chúng ta lại nói rằng là khi chúng ta tu hành thì sinh ra như vậy? Và hơn nữa, nếu người bạn này đã có niềm tin sắc son vào Phật pháp, cớ chi lại nghe những lời bàn ra tán vào của những người không biết tu hành mà sinh tâm phân vân do dự phiền não? Mỗi người sinh ra vì nghiệp, sinh ra rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi theo nghiệp thọ nạn, đó là cái nhân quả riêng từng người. Trên đời này vợ tu vợ đắc, chồng tu chồng đắc, vợ tu chồng không tu, chồng chịu nạn. Chồng tu vợ không tu, vợ chịu nạn. Cha mẹ tu con không tu, con chấp nhận cái nhân quả của người con, không ai tu thế cha cả. Đời này là cha con là mẹ con với nhau. Chư vị đừng nghĩ rằng những người con này đời đời kiếp kiếp là con của ta. Không phải đâu. Con ta trong đời này, thì đời trước chúng cũng là con ta. Không phải đâu. Đừng nghĩ rằng trong đời này đó là con ta, đời sau nó cũng là con ta. Nhất định không phải đâu. Hiếu Phật pháp hiếu cho rõ ràng. Con cái đến với ta có bốn việc: trả ơn, trả oán, đòi nợ, trả nợ. Nhất định một trong bốn dùng này không cách nào thoát khỏi được. Như vậy thì nếu mà chư vị hiểu ra Phật pháp, thấy con cái của mình làm việc sai lầm, đó là cái nghiệp của nó. Khuyên được thì khuyên, khuyên không được thì áp dụng lời dạy trong kinh Địa Tạng. Làm việc thiện phước, cầu tam bảo gia trì, giúp cho nó ngộ ra mà tu hành. Đó là điều đúng. Nếu nó không quyết lòng tu hành mà nó còn tạo ra những cái cơ cánh làm đau khổ mẹ cha, báo đời mẹ cha, mình có thể tùy theo những cái cách xử sự của chúng mà mình biết người con của mình đến với mình trả ơn hay trả oán.
đòi nợ hay trả nợ, chúng ta cứ nương theo đó mà an vui lo tu hành để mình giải thoát trước, thành đạo trước, sau này cứu nhau. Mong chư vị thấy được như vậy thì đừng nên phân vân do dự hoang mang khi gặp những cảnh tượng này. Nhớ nghe lời Phật dạy, đừng nên nghe chúng sanh dạy mà chúng ta lạc đường hồi nào không hay đó nha chư vị. A-di-đà-phật. Thầy chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy Dụ Âm Tịnh Hải.